chỉ ra cho anh chị biết được là bờ lêu hàng thật và bờ lêu hàng giá như thế nào nhé đây là em cầm trên tay này là bờ lêu hàng thật này hàng chính hãng này bờ chữ vàng này Đấy các chị nhá, các anh chị nhá Và đây là bờ lêu này, uh, chữ trắng này là hàng đếu này Các anh chị nhìn cái là biết chai nào là hàng thật là chai nào là hàng giá rồi đúng ạ Đấy, chị anh chị nào lấy thì hôm nay hàng thật này là hàng thật nhà em bán này Nhưng mà hôm nay em sẽ giảm ngay trong live stream này cho các anh các chị Với giá chỉ còn 299 nghìn một chai thôi Anh chị nào lấy thì phải nhanh tay để lại số điện thoại cho em Là một chai kèm số điện thoại Lấy hai chai thì em sẽ miễn phí giao hàng cho mình luôn nhá Để lại số điện thoại thì có đơn Đấy, các anh chị biết rồi đúng không ạ Cái nước hoa này là cả nam cả nữ đều dùng được nhưng mà trên thị trường thì xuất hiện rất là nhiều hàng giả hàng nhái nhà em hôm nay phải nhận phải gọi là phải gọi một cái chai hàng đều về để phân biệt cho các anh chị biết được là một chai bờ lêu hàng đều như nào và hàng chính hãng sẽ như nào nhá để các anh chị nhìn kỹ này đấy hàng chính hãng nó sẽ có chữ vàng này chữ vàng này và cái chai của nó đều là cái cái vỏ em sẽ rút ra cho mình xem luôn nhé. Vỏ của nó cũng là màu màu đen ạ, à, màu đen toàn bộ luôn. Đấy các anh chị nhìn kỹ này. Đấy, màu đen toàn bộ nhá. Và đây là chai hàng đều đấy ạ. À. Đấy các chị thấy chưa ạ? Màu trắng này, màu trắng này. Đấy các anh chị nhá. Cái chai nước hoa này thì cả nam cả nữ đều dùng được. Đấy nhìn hai chai là các anh chị đã biết là cái hàng nào là hàng chuẩn và hàng nào là hàng không đúng không ạ? Nhà em chỉ có bán hàng chuẩn này thôi. Và hôm nay giảm giá ngay trong livestream này cho mình là 299 000 một chai nhá lấy hai chai thì được miễn phí giao hàng cả nam cả nữ dùng được nên là anh chị nào lấy thì phải nhanh tay để lại số điện thoại cho em đấy 299.000 mà mình mua được một chai hàng chuẩn hàng chính hãng như này chữ của nó là chữ vàng nhá các chị lưu ý hộ em nhìn kỹ hộ em ạ chữ bờ leo này được dập nối này và là chữ vàng luôn đây ạ trên này toàn bộ của nó là màu đen nhá đấy toàn bộ màu đen và này ạ các anh chị nhìn kỹ này chữ của nó màu trắng là hàng đều và ở dưới này là trắng ạ à. trên này cũng là trắng luôn em sẽ mở ở trong cho mình luôn nhá em giảm chỉ có hàng chính hãng nhà em bán có 299.000 thôi nên là anh chị nào lấy thì phải nhanh tay để lại số điện thoại cho em một chai kèm số điện thoại hoặc là hai chai kèm số điện thoại cho em. Một chai thì mình uh, uh, tiền ship hàng là 30.000 với giá 299.000 là hàng chuẩn nhà em đang bán nhá. Còn uh, lấy hai chai thì bên em sẽ miễn phí giao hàng cho mình luôn. Đấy anh chị nào lấy thì phải nhanh tay để lại số điện thoại cho em để em sẽ cho mình xem luôn là hàng chuẩn như thế nào và hàng đều nó như thế nào nhá. Đấy các anh chị nhìn kỹ cho em này để phân biệt để khi mình nhận hàng mình phân biệt được đâu là hàng chuẩn và đâu là hàng hàng đều, hàng giả nhá các anh chị nhá. Đấy, em bán hàng chuẩn như thế này với giá 299.000 nam nữ dùng được ạ. À, 100 .000. Nhìn kỹ hộ em ạ à. Trên này chữ này đều là chữ vàng này Đấy chữ vàng và được dập nổi luôn nhá Ở dưới này cũng chữ vàng cũng được dập nổi Mình sờ tay này là thấy nhá Và dưới này ạ à, đấy Cũng đều dập nổi 100% cho mình luôn Mình sờ tay là cảm nhận được luôn nhá Nhanh nhanh tay này 299.000 một chai bên em đang bán này Nam nữ dùng được Nên là anh chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là một chai kèm số điện thoại hoặc hai chai kèm số điện thoại cho em 299 000 một chai thôi ạ. À. Lấy hai chai thì bên em miễn phí giao hàng. Nam nữ dùng được nên mình mua cái hàng chuẩn này mà giá có 299 000 nghìn thì để lại số điện thoại nhanh cho em nhé để em cho mình phân biệt nhá Đấy nhà em chỉ bán hàng chuẩn thôi ạ. À. Chữ vàng như này dập nổi này, chữ vàng là hàng chuẩn. Còn cái chữ hàng đều ạ, à, không dập nổi ạ. À. Sờ này là không nổi nó chỉ như kiểu dán vào thôi nhá mà chữ trắng ạ. À, trên này nó cũng là trắng luôn Đấy nhìn hai chai là các anh chị đã biết là đâu là hàng chuẩn đúng không ạ Hàng này nó sẽ trong nhìn ra cả phía sau Và cái này bên em hàng chuẩn là không nhìn thấy phía sau Đấy rồi nhanh tay để lại số điện thoại cho em Đầu tiên khi mình nhận hàng Các anh chị nhìn kỹ hộ em ạ Đen toàn bộ luôn nhá Đấy mình xem kỹ hộ em này một chai hàng chuẩn bên em sẽ đen toàn bộ luôn ở bọc bên ngoài cho mình Và được chữ của nó là chữ vàng Nắp của nó tiếp tục bằng nắp hít 299.000 thôi bên em bán hàng chuẩn ạ Bán hàng chuẩn 299.000 một chai lấy hai chai được miễn phí giao hàng nam nữ dùng được anh chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại right. ưu tiên cho anh chị nào lấy hai chai trở lên đây mình nhìn ngay cho em ạ Bên em đây là chai hàng chuẩn bờ lêu nhá Mà cái dòng bờ lêu chăn neo này thì cực kỳ là thơm Nếu hàng chuẩn này ấy mình mua về dùng cho em trong vòng 24 giờ thơm nhá Quần áo thì trong vòng 2 ngày mới hết được mùi thơm ạ Còn hàng đếu này các anh chị dùng chỉ cần xịt 5 phút thôi là bay hết mùi rồi Mà cầm hai chai như này thì chắc chắn cái chai hàng hàng thật bên em này nó rất là nặng tay nhá Còn cái này cầm nhẹ tay lắm ạ Mà các chị nhìn như này xuyên qua là thấy rồi đúng không ạ để lại số điện thoại nhanh cho em nhá Bên em chỉ bán hàng chuẩn thôi ạ à, không bán hàng đều nhá hàng chuẩn bên em 299.000 một chai và cái này của nó nổi này đấy sờ lên này cũng nổi luôn ạ à. và dưới này các anh chị sờ cũng nổi luôn nhá 299.000 một chai lấy hai chai bên em miễn phí giao hàng và ưu tiên cho anh chị nào lấy từ hai chai trở lên ạ à. để lại số điện thoại cho em hai chai miễn ship luôn ạ à. Đấy đầu tiên đến nơi mình cứ kiểm tra cho em đấy là đầu tiên là nó sẽ làm 100% bọc của nó là màu vàng ok chưa ạ à. khi về nhà mình kiểm tra tiếp cho em Nắp này của bên em là nắp hít. Đấy, nó hít luôn vào nhá. Đấy, được chưa ạ? Còn bên hàng đều á, hàng đều nó sẽ không bao giờ hít nhá. Đấy các anh chị này, đấy không bao giờ hít bởi vì là hàng đều. Hàng đều bao giờ nó làm cũng nhái nhiều lắm các chị ơi. Đây khi em phải nhận lại như này nó mới mới vào đấy ạ. À. Còn hàng bên em hàng chuẩn nhá. Đấy các khi mình đấy thấy chưa ạ? Nó hít luôn này. Đấy, thấy chưa ạ? Rồi để lại số điện thoại cho em Một chai với giá là 299.000 Bên em bán hàng chuẩn không bán hàng đều Bây giờ các anh chị có hỏi bên em là Cho anh mua cái chai hàng đều này thì bên em không có để bán đâu ạ Bên em chỉ bán hàng chuẩn Chữ vàng này, bờ lêu hít vàng này Đấy, được chưa ạ? Dập nổi logo cho mình luôn Em tiếp tục tiếp cho mình ạ Đến tận nơi các anh chị lưu ý em hàng bên em là hàng mới các anh chị chỉ kiểm tra bên ngoài cho em thôi và anh chị sờ vào như này cho em cũng thấy là nó nổi thế này là được nhá Đừng bóc tem này bên em ra nhá Bóc tem này thì bên em không thể bán cho người khác được nữa rồi ạ Bởi vì bên em bán hàng chuẩn mà giá 299.000 quá rẻ nhá Đấy, để lại số điện thoại nhanh cho em Tiếp tục, mình chỉ cần kiểm tra cái này sờ cho em thôi Chữ vàng, ok, được chưa ạ Sờ tiếp như này cho em, dập nối, ok Tiếp tục, các anh chị vào cái ai check Một cái phần mềm mà đây ạ, bởi vì sản xuất của nó là sản xuất tại Pháp Nên các anh chị vào cái Việt check này cho em Tải cái phần mềm Việt check này nhá Đấy, Việt check này cho em Xong vào đây Bắt đầu mình sẽ kiểm tra luôn cho em Đây ạ Đấy các anh chị thấy chưa ạ Xuất xứ của nó tại Pháp ạ Giá tiền của nó đây ạ Đấy thấy chưa ạ Bờ lêu chữ vàng ở ngoài ở trong cũng chữ vàng Đây là hàng chuẩn bên em nhá Nhanh tay để lại số loại cho em Cứ về nhà Việt trích check, check hàng ra cho em Mình chỉ cần về nhà các anh chị nhận hàng Thứ nhất kiểm tra cho em toàn bộ của nó là bọc màu đen Ok chưa ạ? Đừng bóc túi bóng bên em nhá Bởi vì hàng bên em là hàng mới Tem mát mã vạch đàng hoàng cho mình rồi Nên là không bóc túi bóng ra cho em Đấy, thứ hai các chị chỉ cần sờ qua như thế này thôi là thấy hàng của nó là hàng chính hãng dập nổi cho mình rồi. Và thứ ba, vào phần mềm Việt check và check hàng ngay cho em. Ok chưa ạ? Đây em sẽ check lại một lần nữa cho mình nhá. 299 000 thôi ạ. Đấy, 299 000 một chai 100 ml như này. Dùng được rất là lâu, nam nữ dùng được nha Lưu hương trên người là một ngày Trên quần áo là hai ngày cho em xuất xứ của nó tại Pháp Cứ phần mềm Việt Trích là phần mềm chuẩn nhất của uh, của hàng nước ngoài này Đấy các anh chị nhá em bán hàng chuẩn luôn ạ. À. Cứ để lại số điện thoại cho em. Đây cho anh chị xem luôn này. Hai cái chai như này các anh chị nhìn nhỉ, em để cái tay đằng sau ạ. À. Đấy, cái chai này thấy luôn cả tay đằng sau của em, còn tay chai chai để chuẩn nhà bên em mà không thấy ạ. Rồi để lại số điện thoại nhanh cho em nhá. Một chai là 299 000 nghìn, Đấy 299 000 nghìn một chai. Còn lấy hai chai thì bên em sẽ miễn phí giao hàng nam nữ dùng được. Nước hoa này cực kỳ là thơm. Anh chị nào lấy thì cứ nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Làm một chai hoặc hai chai kèm số điện thoại về nhà kiểm tra toàn bộ đen cho em. Ok chưa ạ? Thứ hai chỉ cần sờ tay qua này cho em là được. Là nó dập nối là nhận hàng cho em và thứ ba mình việt check check hàng ra cho em là nhận hàng. Tuyệt đối đừng bóc túi bóng bên em nhá. Bởi vì hàng bên em là hàng chuẩn. Bây giờ các anh chị bóc túi bóng ra thì làm sao ạ? Hàng coi như là qua sử dụng rồi Bên em không bán được nữa Nên là các anh chị lưu ý hộ em rồi về nhà tiếp tục mình nhận hàng thanh toán xong, về nhà mình kiểm tra ở trong cho em. Đấy, chữ vàng, chữ vàng, dưới dập nổi và nắp của nó là nắp hít ạ. À. Đấy, rồi để lại số điện thoại nhanh cho em là một chai, nam nữ dùng được nên mình cứ lấy cho em là hai chai để hai vợ chồng mình dùng chung nhá. 100ml dùng được rất là lâu. Rồi nhanh tay để lại số điện thoại cho em là một chai hoặc hai chai kèm số điện thoại ngay bài viết này cho em các anh chị nhá.